Quý vị đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên phát sóng hàng tuần trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, những con sông bị bức tử bởi các nguồn xả thải chưa qua xử lý đã và đang là tình trạng nhức nhối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nước sông ô nhiễm khiến nguồn nước dành cho sinh hoạt và nông nghiệp đều không được bảo đảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất của nhân dân. Tình yêu có từ nơi đâu? Êm êm một khúc sông Cầu. Dòng sông Cầu từ xa xưa đã đi vào thơ ca với vẻ đẹp về cảnh quan cũng như ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng chỉ có những người ngư dân sinh sống tại xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mới hiểu được tình trạng thực sự của con sông này hiện giờ ra sao. Với ông Nguyễn Văn Dũng, dù đã kinh qua nhiều nghề nghiệp, nhưng ông cũng chẳng ngờ về làm cái nghề nuôi cá cũng vẫn lắm gian truân. Nước sông cứ ô nhiễm như thế này thì người dân chúng tôi sống bằng cái gì? Tất đất không có xào ruộng thì không. Trước ngày nước chúng tôi có phải mua đâu? Cho mồm xuống sông là lấy cái bát múc lên là uống luôn, nhưng bây giờ không có không được nữa rồi. Ô nhiễm quá rồi. Nước đen kịt. Dòng nước thoạt nhìn có thể trong xanh, nhưng với những con cá ở đây, môi trường sống này không khác gì địa ngục sớm. Những hình ảnh mà người dân ghi hình cung cấp cách đây một tuần lễ đã cho thấy những con cá gần đến lúc đánh bắt được chết nổi trắng trong lồng nuôi. Nhiều người cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Tuy nhiên với những người nuôi cá thì đó chỉ là một phần lý do. Khí hậu thì nếu mà trong ao đất thì nó sẽ ảnh hưởng lớn, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái vật nuôi. Nhưng mà ở ngoài sông này thì nước nó lưu thông, cái lượng oxy hòa tan trong nước nó lớn nên là nó cũng không có cái tác động lớn đến cái vật nuôi. Cá chết lúc đấy là cái nguyên chính là do cái môi trường nước. Môi trường nước là nó bị nhiễm độc. Từ năm 2020 đến bây giờ, nếu cái năm 2020 là năm đấy là trong hợp tác xã thôi, khoảng độ 40 tấn. Có một nhà là nhiều nhất gần 20 tấn một nhà rồi. Nguồn ảnh hưởng lớn nhất là nguồn nước. Cái con cá sinh trưởng tốt hay không là nó do nguồn nước. Ví dụ như có thời điểm nước nó bị xả thải ra, nó làm cho con cá không ăn được, thậm chí nổi và chết. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Lương Cầm được các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khuyến khích phát triển nuôi thủy sản từ năm 2019. Thế nhưng đến nay sau 4 năm, cá cứ lớn lại chết bởi nước bị ô nhiễm, khiến nhiều thành viên trở thành con nợ. Con sông Cầu là nơi nuôi trồng thủy sản phát triển sinh kế cho người dân, nhưng cũng chính là nơi xả thải vô tội vạ của nhiều doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh. Không cần phải đợi đến khi trời tối, ngay chính ban ngày, những dòng nước thải vẫn ngang nhiên được xả thẳng vào kênh dẫn ra sông. Hiện nay, tỉnh này có hàng trăm cơ sở sản xuất giấy từ các làng nghề giấy Phong Khê và cụm công nghiệp Phú Lâm. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không có cơ quan chức năng nào dám công nhận nước xả thải này gây ô nhiễm ra sao cho dòng sông và thiệt hại từ ô nhiễm là gì. Giải pháp xử lý triệt để cũng chưa có. Còn những người ngư dân nuôi cá trên sông Cầu thì vẫn cứ lâm vào cảnh khó khăn. Bây giờ là tôi cắm một cái nhà sổ đỏ là 130m², là tôi đang vay của ngân hàng xã Vạn An là mất 550 triệu. Mà bây giờ đến ngày hôm nay như thế này thì tôi hỏi là tiền đâu mà trả ngân hàng, tiền đâu mà đóng lãi đây. Cá chết cứ như thế này, nay năm được một năm không chết, đến năm nay bắt đầu lại chết tiếp tục như thế này. Những nguồn thải nào khiến dòng sông chết dần và trách nhiệm thuộc về ai là những câu hỏi luôn hiện hữu nhưng khó có thể có lời giải. Mỗi dòng sông thường chảy qua địa phận nhiều khu vực, nên việc quản lý và triệt để xử lý các hành vi xả thải trái phép ra lòng sông vẫn là điều khó khăn. Cuối tháng 3, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công cũng như công tác bảo vệ môi trường tại khu vực sông Hát, là tên gọi khác của sông Đáy, tại xã Trung Châu. Quyết định được đưa ra sau nhiều lần người dân ý kiến và báo chí phản ánh về tình trạng trang trại chăn nuôi lợn xả thải trực tiếp ra sông gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, chuồng trại của một số hộ dân được phá dỡ. Tuy nhiên, theo người dân, khu vực chuồng trại này được xây dựng từ nhiều năm trước theo chủ trương phát triển VAC của địa phương và hiện khu vực phá dỡ đã được bỏ trống, không chăn nuôi trong vài năm qua,
do đó không thể là nguồn cơn gây ô nhiễm môi trường. Không phải là tôi tự ra xây ở đất nông nghiệp được khẩu được chia như người khác. Đấy. Thế còn bây giờ bảo môi trường thì tôi cũng nói thẳng là các anh vào kiểm tra nha tôi. Giờ không có vốn để chăn nuôi. Mà tôi không có thải tí nào ra môi trường. Thế nhưng mà vì gọi là cái nhà tôi là nó giáp cái nhà văn hóa, các anh nói là vì giáp cái nhà văn hóa này mà bây giờ nó như thế thì gọi là tôi phải là người chịu trận, người hy sinh. Gia đình ông Mạnh là một trong ba hộ chăn nuôi được Ủy ban Nhân dân xã mời lên làm việc. Tại đây các hộ được vận động tháo gỡ chuồng trại xây dựng trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường cho dòng sông đáy. Dù là tự nguyện, song không tránh khỏi ấm ức, bởi nếu chỉ có ba hộ dân xả thải thì con sông không thể bị bức tử đến thế. Vậy nguồn thải gây nên dòng nước đen này xuất phát từ đâu? Con mương dẫn nước thải trực tiếp từ các hộ trong làng đã bị chặn nguồn vội vã như xóa vết tích của một thời kỳ dài gây bức tử cho sông đáy. Việc VAC thì đúng là trước kia thì địa phương cũng hợp đồng cho họ thuê cái sản xuất cái VAC, nó là cũng tồn tại khách quan đấy thôi, chứ cũng không phải là đến bây giờ chúng tôi mới cho các hộ làm. Đấy là tinh thần là như vậy. Còn về môi trường thì tôi cũng ghi nhận với các anh chị mà cũng đấy, chính quyền lúc này chúng tôi đang tập trung để xử lý cho nó dứt điểm. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin báo chí và có các giải pháp xử lý. Theo đó, cục yêu cầu sở phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng và Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi và các hoạt động khác nếu có, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Về phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản số 3088 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Đan Phượng và Phúc Thọ cũng như các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo đề nghị của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trước tình trạng bức tử các dòng sông đang diễn ra hết sức phức tạp và trách nhiệm của các địa phương còn chưa triệt để, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục Môi trường xây dựng các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc lập kế hoạch quản lý chất lượng nước và triển khai xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với các sông liên tỉnh thuộc ba lưu vực sông Cầu, Nhuệ Đáy, Đồng Nai trong giai đoạn 2021-2023. Hoạt động này được thực hiện thông qua nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với quản lý chất lượng nước mặt, đánh giá sức chịu tải của môi trường nước mặt và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước đối với một số lưu vực sông liên tỉnh. Trong khi chờ đợi các cơ quan quản lý ra chính sách, thì mỗi ngày các con sông này vẫn phải oằn mình gánh nước thải cho con người. Là phải nói rằng là cái quyết tâm rất lớn đối với các đô thị, tôi cho là một cái hiện nay thành phố Hà Nội là đang có đặt ra rất nhiều các, sau khi xã công luận cũng như xã hội đưa rất nhiều vấn đề ra thì Hà Nội bắt đầu có những cái động thái và tích cực. Phải nói rằng đây là đòi hỏi những quyết tâm rất lớn. Tôi cho là chúng ta đầu tư rất nhiều những công trình lớn, những tòa nhà lộng lẫy, những công trình vĩ đại, nhưng mà cứu các dòng sông là một cái nhiệm vụ mà giữ gìn cho cái mạch máu của chúng ta, chúng ta lại có vẻ như là chần chừ hoặc là không dám làm. Nhưng hiện nay tôi thấy là bắt đầu tích cực nặng nề hơn. Nước là sự sống và các dòng sông tựa như những mạch máu đưa nguồn sống đi khắp đất nước. Do vậy, đã đến lúc tất cả chúng ta cần hành động quyết liệt để chặn đứng tình trạng xả thải bừa bãi trước khi các mạch máu không thể hồi sinh. Những con sông không chỉ mang lại nguồn nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp mà còn là nguồn nước mặt quan trọng cung cấp nước sạch sinh hoạt. Chính vì vậy, việc những dòng sông bị bức tử, hành động xả thải vô trách nhiệm đang ngày càng làm gia tăng nguy cơ thiếu nước và đe dọa đến an ninh nguồn nước. Theo dự báo, đến năm 2040, trên thế giới sẽ có hơn 20 quốc gia phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nguyên nhân là do đâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua mục Sống Xanh ngày hôm nay.
nhìn từ không gian, trái đất của chúng ta chủ yếu là đại dương. Thế nhưng, dù nước chiếm đến 71% bề mặt trái đất, thì hơn một nửa dân số thế giới lại đang gặp phải sự khan hiếm nước trầm trọng trong ít nhất một tháng trong năm. Dự đoán đến năm 2040, sẽ có hơn 20 quốc gia phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Những thống kê ảm đạm này đã làm dấy lên câu hỏi nhức nhối rằng, phải chăng chúng ta sắp cạn kiệt nước sạch? Câu trả lời là vừa đúng, vừa sai. Ở quy mô hành tinh, trái đất không bao giờ hết nước ngọt nhờ hệ thống không ngừng cải tạo và luân chuyển nước, biến đổi từ hơi nước thành chất lỏng, thành băng và lưu thông trên toàn cầu. Do đó, vấn đề ở đây không phải là có tổng cộng bao nhiêu nước, mà là chúng ta có khả năng tiếp cận được bao nhiêu trong số đó. 97% nước trên trái đất là nước mặn, có quá nhiều khoáng chất nên con người không thể uống hay sử dụng trong nông nghiệp. Trong số 3% lượng nước ngọt còn lại có thể sử dụng, có đến hơn 2/3 bị đông cứng trong núi và sông băng. Chỉ còn ít hơn 1% nước ngọt có sẵn để duy trì sự sống trên trái đất. Trên khắp hành tinh, nước trong các sông hồ, các tầng nước ngầm, băng đáy và băng vĩnh cửu đều đang bị con người làm cho cạn kiệt nhanh chóng, nhưng lại chỉ được cung ứng rất chậm từ mưa và tuyết rơi. Và nguồn cung cấp nước hữu hạn này cũng không được phân phối đồng đều trên thế giới. Sự đa dạng về khí hậu và địa hình giúp một số khu vực có lượng mưa và nguồn nước tự nhiên nhiều hơn, trong khi các khu vực khác có các đặc điểm địa lý làm cho việc truyền tải nước khó khăn hơn. Cơ sở hạ tầng và năng lượng để vận chuyển nước đến những khu vực này là cực kỳ tốn kém. Tại khu vực thiếu nước, cũng như các khu vực khác, con người đang tiêu thụ nước nhanh hơn khả năng cung ứng. Và khi các nguồn nước không đáp ứng đủ nhu cầu, ta bắt đầu bơm nguồn nước ngầm dự trữ hữu hạn lên. Trong số 37 nguồn nước ngầm chính của trái đất, 21 nguồn đang trên đà cạn kiệt và không thể phục hồi. Vì vậy, dù trái đất không thực sự hết nước, thì chính chúng ta đang làm cạn kiệt nguồn nước do khai thác không bền vững. Điều bất ngờ là xét cho cùng, mỗi người chỉ uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, nhưng nước đóng vai trò tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và trong 24 giờ như nhau, ước tính hầu hết mọi người thực sự tiêu thụ đến 3.000 lít nước. Trên thực tế, nước sử dụng trong hộ gia đình để uống, nấu ăn, giặt giũ chỉ chiếm 3,6% lượng nước nhân loại tiêu thụ. 4,4% là do một loạt các nhà máy tiêu thụ để tạo ra các sản phẩm ta dùng hàng ngày. Thế nhưng, 92% còn lại được sử dụng cho một ngành duy nhất, đó là nông nghiệp. Nông trại của chúng ta tiêu tốn lượng nước tương đương với 3,3 tỷ hồ bơi chuẩn Olympic mỗi năm, tất cả được dùng cho cây trồng và vật nuôi nhằm cung cấp thức ăn cho dân số thế giới ngày một tăng. Nông nghiệp hiện chiếm 37% đất đai trên thế giới là mối đe dọa lớn nhất đối với các nguồn cung cấp nước cục bộ. Dĩ nhiên, nông nghiệp là cần thiết. Vậy phải làm thế nào để hạn chế tiêu tốn nước trong nông nghiệp mà vẫn bảo đảm thức ăn cho con người? Nông dân đã tìm ra những cách để giảm thiểu tác động như sử dụng các kỹ thuật tưới đặc biệt, tăng lượng nông sản lên với cùng một lượng nước và nhân giống cây trồng mới ít tiêu tốn nước hơn. Các ngành công nghiệp khác cũng đang làm theo bằng việc áp dụng các quy trình sản xuất tái sử dụng và tái chế nước. Ở cấp độ cá nhân, chúng ta có thể giảm sự phung phí thực phẩm để giảm sự tiêu hao nước bởi 1/3 thực phẩm xuất ra từ các nông trại hiện đang bị lãng phí hoặc vứt bỏ. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin được hẹn gặp lại trong chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.